sáng ngày 3 tháng 3, huyện Nghi Xuân đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân. Dự lễ kỷ niệm có Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Đại tá Phạm Nam Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các ban ngành đoàn thể. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những trang sử vẻ vang, những chiến công hiển hách của Bộ đội Biên phòng trong những năm qua. Suốt 60 năm qua, trong mọi hoàn cảnh, mọi thời kỳ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã luôn đoàn kết, đổi mới, năng động sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong 60 năm qua, cùng với dòng chảy của lịch sử, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, đồn biên phòng Lạch Kèn không ngừng lớn mạnh và là điểm tựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân địa bàn đóng quân. Đồn luôn chủ động phối hợp với các lực lượng phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, phối hợp với các địa phương đoàn thể tham gia tốt các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Tính từ năm 2009 đến nay, đồn biên phòng Lạch Kèn đã chủ trì và phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng phát hiện và tổ chức đấu tranh thắng lợi 239 vụ với 521 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật và xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng. Chính vì thế, Đảng bộ đồn biên phòng Lạch Kèn nhiều năm liền đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, được Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tặng cờ Đảng bộ tiêu biểu vững mạnh xuất sắc. Bên cạnh ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Biên phòng, lễ kỷ niệm cũng đánh giá sức lan tỏa, hiệu quả sau 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng Toàn dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung và Nghi Xuân nói riêng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, chiến công của Bộ đội Biên phòng Lạch Kèn trong 60 năm qua, cũng như những kết quả đạt được trong 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng Toàn dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị Bộ đội Biên phòng Lạch Kèn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng, không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, xứng đáng là lực lượng chuyên trách trên mặt trận bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Mỗi cán bộ chiến sĩ phải tiếp tục không ngừng rèn luyện tư tưởng đạo đức, làm tốt công tác tham mưu, thường xuyên theo dõi, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ. Không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác vận động quần chúng, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Ngày Biên phòng Toàn dân. Bên cạnh đó, tiếp tục tham gia có hiệu quả các hoạt động khác như xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai lũ lụt, giúp đỡ người nghèo. Góp phần đưa huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu và ngày càng giàu mạnh, phát triển xứng đáng là trung tâm kinh tế văn hóa phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh. Nhân dịp này, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới, Tổ quốc cho 4 cá nhân của huyện Nghi Xuân.